Xin chào mọi người, đây là cây Sambuche Silas Good của Tư Hậu được trồng xuống đất này. Mọi người thấy không? Cây này bự lắm và rất là nhiều trái. Khi mà mình trồng cái cây Sambuche xuống đất thì dễ chăm sóc hơn và trái nó sẽ bự hơn là mình trồng trong chậu. Vậy cái cây mà nó bự như vậy á, mà mình trồng trong chậu á, nó không có đủ chất bổ để nó nuôi dưỡng cái trái nó bự. Bởi vì khi mà mình tưới nước á, thì nước ở trong chậu nó sẽ chảy ra, nó không có thấm thấu để nó hút lên như là mình trồng xuống đất. Cây này rất là nhiều trái. Tôi cho mọi người coi. Mà dễ đậu trái lắm mọi người, cứ cái trái bự trái nhỏ gì mà nó ra bông là đậu hết á. Dễ đậu trái và ăn cũng ngon nữa. Silas nữa. Cái cây này á, là nó được nhiều người muốn mua lắm mọi người, tại nó có trái nhiều, trái nó ra chùm chùm luôn á. Cái cây này với cái cây mắc cốc á, là nó đứng đầu về đậu trái, nó đậu nhiều hơn là cái cây Sambuche Anano. Mọi người thấy không? Cho mọi người coi từ gốc lên. Cây này gốc bự lắm và cây cao. Cái cây này cao khoảng 10 feet cho mọi người. 10 feet là khoảng hơn 3 mét một chút. Đẹp lắm. Bự. Tán rộng bự lắm mọi người, tôi phải cột lên này. Chứ không sợ cái trái nó nặng nó sẽ bị gãy. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Tạm biệt mọi người.